Không biết Bakery này là chị hay là anh, nhưng mà thì Huy chào nha. Chắc hình như mình là người mới đúng không ạ? Biết anh chị ở đây đã đầu tư hết chưa, hay là có khá là nhiều người mới á, mà anh chị nào chưa đầu tư á thì có thể có mình giúp Huy phía một này nha. Anh chị năm nhà vào lớp học á, nếu mà mình có cam ấy thì mình có thể bật lên để có gì các anh chị khác có thể biết nhau, sau này rồi gặp nhau ngoài đường có thể thể chào nhau một tiếng. Cũng đã đến giờ lớp học bắt đầu rồi thì mình bắt đầu lớp học thôi, mình chia sẻ cùng với anh chị. Với anh chị nào mà vào trễ tí thì mình có thể bỏ qua phần đầu, khá là nhiều anh chị vào sớm thì mình không thể để anh chị đó chờ được đúng không ạ? Ai vào sau thì sẽ ngay được phần sau thôi. Đây là thông tin cơ bản của Huy nha, thì Huy có thể giới thiệu lại cho mọi người. Huy là Nguyễn Thanh Huy, thì đang có công tác ở phòng là quản trị rủi ro và phân tích của sàn DKTrade. Thì số điện thoại đây là số điện thoại liên hệ của Huy, đó là 0921057082. Thì anh chị nào mà muốn liên hệ hay là cần Huy hỗ trợ gì về thêm về kiến thức á, thì có thể kết bạn để Huy có thể hỗ trợ support thêm cho mọi người hiểu hơn về thị trường này và giúp mọi người có thể đầu tư và kiếm được lợi nhuận. Đấy, thì chủ đề hôm nay Huy muốn chia sẻ với mọi người đó là một chủ đề cũng nói chung là cũng khá là hay, đó là việc là tách rời cảm xúc trong quyết định giao dịch như thế nào. Bởi vì đây cũng là một vấn đề mà quyết định đến việc là mọi người giao dịch như thế nào, có tốt hay không. Bởi vì luôn luôn Huy gặp khá là nhiều khách hàng của Huy khi mà giao dịch đấy thì bị một kiểu đó là bị chi phối bởi cảm xúc của mình. Chi phối bởi cảm xúc như thế nào? Thì làm việc gì nó cũng kiểu nó bị chi phối bởi cảm xúc đúng không? Thì lúc mình vui hay là lúc mình vui hay là lúc mình buồn ấy thì đều nó chi phối đến việc của mình làm, việc mình làm
trong cuộc sống hàng ngày, hay là việc mình đối xử với bạn bè, hay là tất cả mọi thứ. Khi mà mọi người bực nhọc ấy, thì mọi người nhìn thấy việc gì nó cũng khó chịu đúng không? Hay là khi mà mọi người vui vẻ thì mọi người nhìn cái gì nó cũng thấy màu hồng cả, nhìn cái gì nó cũng thấy vui cả. Đấy. Thì việc ở trong thị trường này cũng thế. Trong thị trường này việc đầu tư nó cũng ảnh hưởng bởi việc cảm xúc của mọi người khi mà mọi người quyết định đưa ra những quyết định trong việc đầu tư ấy. Thì quyết định đầu tư như thế nào cho nó hợp lý và việc cảm xúc nó chi phối như thế nào để tách rời cảm xúc của mọi người ra khỏi cái việc giao dịch đấy, thì nó sẽ gói gọn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì mong là buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ được mọi người tiếp nhận và giúp mọi người dễ hiểu hơn, và sau buổi chia sẻ này thì có thể giúp ích mọi người trong việc là gạt bỏ cái cảm xúc của mình ra khỏi việc giao dịch, bởi vì đây là một vấn đề cũng khá là nhức nhối trong việc giao dịch, làm cho ảnh hưởng đến khá nhiều nghĩa là anh chị mà bị ảnh hưởng bởi cái cảm xúc của mình ấy, nhiều người bị dễ bị chi phối bởi cảm xúc của mình ấy. Thì nội dung chính của buổi chia sẻ hôm nay thì có 4 phần. Phần đầu tiên đó là về giới thiệu về sàn giao dịch, về thị trường này như thế nào cho mọi người có thể hiểu được, để mọi người biết được đến thị trường này như thế nào. Mình cũng thấy khá là nhiều người mới ấy, mới tham gia vào lớp học hôm nay của Huy, khá nhiều gương mặt mới. Đấy. Phần thứ hai đó là về cảm xúc khi đưa ra quyết định trong giao dịch là như thế nào. Huy sẽ chia sẻ cho mọi người đó là việc là cảm xúc khi đưa ra quyết định trong giao dịch, và chia sẻ như cảm xúc là gì, khi đưa ra quyết định trong giao dịch là gì. Tất cả mọi thứ cho mọi người hiểu, cho mọi người có hiểu, có một cái nhìn rõ và tổng quan nhất về cái việc là cảm xúc nó ảnh hưởng như thế nào đến việc quyết định đưa ra giao dịch của mình. Đấy, phần thứ ba đó là việc về các mẹo mà tách rời cảm xúc mà hôm nay Huy sẽ chia sẻ chính với mọi người. Đấy. Và phần thứ tư, phần cuối cùng thì không thể bỏ qua đó là các thương vụ tiềm năng trong thời gian này. Đấy, có thể chia sẻ đến mọi người. Và nếu mà mọi người thấy ổn, ok, hợp lý thì mọi người có thể follow theo và mình đầu tư những thương vụ đó mà mình kiếm lợi nhuận thôi. Thì phần đầu tiên đó là về giới thiệu sàn giao dịch. Thì giao dịch Huy đang làm việc, công tác cũng như là về thị trường này nó như thế nào, tất cả mọi thứ thì sẽ chia sẻ cho mọi người hiểu, mọi người biết được đây là gì, đây là một kênh đầu tư như thế nào, và thị trường này nó kiếm lợi nhuận ra sao, hay tất cả mọi thứ. Đấy, mọi người không biết mọi người hiểu chứng khoán quốc tế là gì chưa nhỉ? Thì chứng khoán quốc tế là một cái thị trường chứng khoán phái sinh. Trên thị trường này, nhà đầu tư thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của hai sản phẩm thông qua hoạt động là mua và bán. Thì hoạt động mua và bán là giống như việc là anh chị đi ra ngoài chợ thôi, anh sẽ thấy rất là nhiều một mặt hàng đúng không, được các tiểu thương hay là các nhà tiểu thương hay là các nhà kiểu là thu mua mua và bán lại nó để kiếm lợi nhuận từ việc là có thể là mua ở giá thấp bán giá cao hay như thế nào đó. Thì trong thị trường này nó cũng như vậy, cũng giống như vậy thôi. Và các sản phẩm của thị trường này thì nó khá là đa dạng với hơn 400 mã sản phẩm khác nhau. Nó sẽ có như là cổ phiếu này, ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, tất tần tật những rất nhiều thứ để mình có thể đa dạng việc mình đầu tư hơn. Và tùy vào cái phương hướng mà xác định mình đầu tư vào kiểu gì nữa thì nó sẽ có những loại tài sản để mình có thể đầu tư. Giống như việc là sẽ có những anh chị thì thích sẽ là lướt sóng hàng ngày, hoặc là sẽ có những anh chị thích là dài hạn vì không có quá nhiều thời gian. Đấy. Thì tùy vào những cái mà anh chị muốn đầu tư theo hướng nào thì bên em sẽ có thể hỗ trợ mọi người, hoặc là bên em có thể hỗ trợ mọi người những cái kế hoạch, những cái plan gửi đến mọi người và để mọi người có thể tham khảo. Thì Huy cũng sẽ giới thiệu về sàn DKTrade này. Huy đang công tác một tí và cách giao dịch cùng DKTrade nhé. Thì cách giao dịch cùng DKTrade nó chỉ có đơn giản là 4 bước. Thì bước đầu tiên là mọi người đi đâu mọi người cũng cần phải có một tài khoản để mà có thể quản lý nó và giao dịch hay tất cả mọi thứ đúng không? Bây giờ mọi người có dùng Facebook hay là Zalo hay tất cả mọi thứ, mọi người cũng phải tạo một tài khoản cho mình để tạo được thông tin cá nhân của mình, hoặc là quản lý tất cả mọi thứ. Thì trong này cũng vậy, khi mà mọi người muốn giao dịch trong thị trường này và muốn giao dịch lên sàn DKTrade thì mọi người phải có một tài khoản. Đấy, thì đăng ký tài khoản thì nó rất đơn giản, mọi người có thể là gửi cho bản support của mọi người ấy một mật khẩu chứng minh nhân dân và cái Gmail của mình. Đấy, xong đó thì bạn ấy sẽ hỗ trợ tạo tài khoản cho mình, tài khoản nó sẽ về mail. Thì bước thứ hai thì mọi người sẽ vào mail đó, mọi người kiểm tra thông tin đúng với thông tin mà mọi người cung cấp cho bạn hỗ trợ chưa, như là tên này, địa chỉ này, mật khẩu tài khoản nó về. Đấy, bước thứ ba thì mọi người có thể là đăng nhập vào MT4 để biết được cách sử dụng, cách giao dịch kiếm lợi nhuận ra sao, như thế nào, tất tần tật mọi thứ.
thì bạn hỗ support cũng sẽ hỗ trợ mình tất cả mấy bước này. Đến bước thứ tư là bước giao dịch và kiếm lợi nhuận. Giao dịch và kiếm lợi nhuận thế nào? Khi bọn mọi người đã thông qua hết tất cả ba bước là đăng ký tài khoản, kiểm tra thông tin và đăng nhập vào MT4, mọi người sử dụng được nó thành thạo tất cả mọi thứ, thì mọi người sẽ thấy là cái tài khoản của mình vẫn chưa có tiền, thì mình vẫn chưa có thể giao dịch được và chưa kiếm lợi nhuận được. Thì mọi người có thể bắt đầu việc là nạp tiền vào và mình giao dịch kiếm lợi nhuận thôi. Thì nạp tiền thì trong sàn bên sẽ hỗ trợ là hai bước, hai cách, đó là nạp trực tiếp trên web. Nạp trực tiếp web thì sẽ tốn phí và khá là nhiều cái công đoạn làm cho nhà đầu tư khá là khó. Thì bước thứ hai đó là nạp qua điện chuyển tiền, các bạn support gửi cho cái nhà đầu tư. Thì cách này thì khá là đơn giản, mọi người chỉ chuyển tiền giống như việc là mọi người chuyển tiền online qua cho bạn bè mọi người, hay là chuyển tiền đi đâu đó, chuyển theo đúng cái nội dung, đúng ngân hàng, tất cả mọi thứ. Mọi người chụp lại cái bill và gửi cho bạn support check hỗ trợ cho mọi người, thì tiền nó sẽ về cho mọi người trong vòng tầm 30 phút, khá là nhanh. Đây cũng là một đánh giá về sàn của Huy, là đánh giá của WeGFX là sàn Huy là một trong những sàn đầu tư khá là an toàn trong cái thị trường này. Ở thị trường này mọi người biết là bây giờ nó có hơn là 60 sàn khác nhau lớn nhỏ, và mọi người phải tìm được là sàn nào sàn uy tín, sàn nào sàn tốt, ổn để mình có thể giao dịch. Tất cả mọi chỉ số ở đây đều được khá là ổn, và điều kiện giao dịch của sàn Huy là điều kiện loại A khá là tốt. Đấy, thì bước thứ một phần thứ hai mà Huy muốn chia sẻ với mọi người đó là cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch. Thì cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch nên như thế nào? Sẽ đi vào phần tiếp theo để mọi người có hiểu hiểu nhé. Cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch đó là thứ mà quyết định khá nhiều trong quá trình giao dịch của các nhà đầu tư hay là của quý vị. Là như thế nào mọi người có thể hiểu rõ, giống như là việc là tối tối hôm đó mọi người có thể về là cãi nhau với vợ, hoặc là bị sếp la mắng, hoặc là mất tiền, hoặc là như thế nào đó. Thì sáng ra sáng hôm sau thì mọi người sẽ mang một tâm lý khá là bực tức, bực nhọc trong cái việc là mình sẽ làm việc hay là tất cả mọi thứ, đến cái việc là mọi người giao dịch cũng vậy. Mọi người mang một cái tâm lý khá là bực nhọc trong cái việc là mọi người gặp ở ngoài và mọi người đem vào trong cái thị trường này mọi người giao dịch, thì nó cũng sẽ không tốt trong cái việc là giúp cho mọi người giao dịch kiếm lợi nhuận, mà nó còn ngược lại, mà nó đem lại một cái ảnh hưởng xấu đến cái tài khoản hay là việc giao dịch của mình, nó sẽ không tốt. Mọi người hiểu không? Là mọi người phải biết là cái cảm xúc này nó rất là quan trọng trong cái việc là quyết định giao dịch của mọi người. Là mọi người khi mà mọi người có một cái tinh thần nó vui vẻ, nó thoải mái, nó rất là happy, thì mọi người giao dịch nó rất là kiểu là vui vẻ, rất là nhẹ nhàng tất cả mọi thứ. Nhưng khi mà mọi người lại mang một cái tâm lý khá là nặng nề, buồn bã khi mà bị sếp la mắng, hay là bị trừ lương, hay đi trễ, hay là xe hư, hay là cãi nhau với vợ, là cãi nhau với người yêu gì đó, tất cả mọi thứ, thì làm sao mọi tâm trạng mọi người sẽ đi xuống, đau xuống, làm cho mọi người bị kiểu nào bị tụt mood ấy, buồn ấy, thì làm có việc là mọi người đến việc giao dịch của mọi người nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có việc là mọi người buồn thì mọi người sẽ dẫn đến là việc là hở tí khi mà mọi người giao dịch một cái lệnh nào đó, nếu mà nó không tốt, nó vẫn âm luôn ấy, thì mọi người sẽ kiểu khó chịu ấy, dẫn đến là hậu quả là tài khoản của mọi người sẽ không tốt, hoặc là giao dịch đó của mọi người sẽ không kiếm được lợi nhuận. Rất là nhiều thứ ảnh hưởng. Đấy, còn cái việc là đưa ra quyết định giao dịch là như thế nào? Đưa ra quyết định giao dịch đó là một một thứ mà kiểu là phải cân nhắc rất là kỹ càng giữa hai thái cực, đó là yes or no. Đó là sao? Là đúng, có hay không với một cái giao dịch này. Ví dụ như ngày hôm đó mọi người có thể giao dịch trong thị trường này sẽ có là vàng dầu, đúng không? Ví dụ như ngày hôm đó mọi người sẽ có là sẽ hỗ trợ mọi người là có thể là vào bay vàng lấy, vì xu hướng của vàng nó sẽ sắp tăng trở lại, có thể bay vào bay vàng lấy. Nhưng mà mọi người sẽ đứng giữa ranh giới là có hay không việc là mình sẽ vào mình thực hiện việc bay vàng ngay bây giờ. Đấy. Thì bởi vì cái cảm xúc của mọi người khi mà mọi người vào, nếu mà nó thoải mái á, thì mọi người vào mọi người mua mà nó chỉ đang âm trạng thái thì nó rất là happy, mọi người sẽ nghĩ là ok nó sẽ tăng lại thôi, bởi vì tín hiệu hoặc là tất cả mọi thứ nó rõ ràng làm cho việc là mình mua và chắc chắn thì nó sẽ lên lại và mình sẽ có lời. Nhưng mà mọi người khi mà mọi người đang mang một tâm lý không vui, bực nhọc hay là như thế nào đó, bla bla, thì mọi người mua vào, nếu mà nó giảm xuống thì mọi người thấy đó là việc là sao nó giảm thế này, mình đang mất tiền à hay như thế nào đó, thì làm cho mọi người kiểu là không quyết, không có kiểu là quán trong cái việc giao dịch của mình. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người hiểu một điều á, là khi mà giao dịch ấy thì sẽ được hỗ trợ những cái tín hiệu rõ ràng
và tín hiệu đó sẽ chuẩn, và không phải lúc nào vào lệnh thì nó cũng phải chuẩn ngay, vào lệnh lúc nào nó cũng phải xanh ngay như thế thì thôi chứ ai cũng được thấy rồi đúng không mọi người. Thì mọi người vào thì đầu tư thì lúc đầu thì nó cũng phải âm trạng thái như thế nào thì sau đó nó mới quay đầu được và nó sẽ xanh trở lại chứ. Người vào đòi lúc nào cũng đòi là 10 trên 10, lúc nào vào cũng nó cũng bên xanh đấy thì có thần thánh cũng không thể hỗ trợ được mọi người cả đúng không. Nếu mọi người có thắc mắc gì muốn chia sẻ thì cứ đặt câu hỏi lên kênh trang nhé, tí nữa Huy sẽ chia sẻ và Huy sẽ giải đáp cùng với mọi người. Đây, thì Huy sẽ bây giờ sẽ đi vào phần chính của buổi chia sẻ hôm nay, đó là việc là các mẹo tách rời cảm xúc trong cái việc là giúp mọi người có thể giao dịch mà không bị cảm xúc nó ảnh hưởng đấy hay là như thế nào đó. Phần đầu tiên trong cái mục này hay muốn chia sẻ với mọi người đó là về tư duy là 70%. Tư duy 70% như là như thế nào? Là mọi người sẽ hiểu là bằng lòng với mức lợi nhuận 70% chứ không phải là lúc nào cũng 100%, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những lúc mà thương vụ nó đưa ra hoặc là thương vụ ví dụ như là thương vụ Abbott đi, là thương vụ nó sẽ giúp mọi người là lãi từ 25 đến 30%. Nhưng mà nó chỉ giúp cho mọi người lãi từ 20% thôi, mọi người đã kiểu là không hài lòng khi mà mọi người đòi là 30% hoặc là đòi là 35% hay tất cả mọi thứ. Mọi người hãy nên hài lòng với việc là mức lợi nhuận của mình 70% chứ lúc nào cũng 100% thì nó không có đâu. Khẳng định với mọi người là điều như vậy. Và mọi người hãy dùng tư duy mọi người là 70% mọi người bỏ vào đó và mọi người sẽ giao dịch với nó chứ không phải là mọi người bỏ vào là tầm 10 đến 20% cái việc giao dịch của mình mà mình bỏ vào đó mình giao dịch mà mình đòi hỏi là nó phải có lời và có lợi nhuận tốt thì chả có gì mà khi mà mình không làm với công suất ổn của mình á, trên mức trung bình làm từ 70% trở lên á, nên sẽ ổn. Việc là đòi 100% công suất á, thì nó chắc chắn là không được bởi vì luôn luôn bị chi phối những cái yếu tố bên ngoài mà đúng không. Đấy, thì mọi người hãy nghĩ đến cái việc là cái tư duy là dùng 70% thôi, là tất cả mọi thứ đều 70%, dùng 70% sức lực của mình vào đầu tư này đạt được 70% lợi nhuận thôi này, hay là mình tính đến việc là 70% vốn của mình tất cả mọi thứ chỉ là 70%, chắc chắn không bao giờ được 100%. Huy điều này khẳng định là không bao giờ có. Huy đến Huy cũng như vậy mà. Thêm một phần nữa đó là phần thứ hai, đây là một phần kiểu là khá là tiên quyết trong cái việc là tách rời cảm xúc, đó là về tư duy hành động hành vi ảnh hưởng đến hậu quả. Mọi người người đọc được cái tiêu đề của cái mục nhỏ trong cái việc này chia sẻ thì mọi người cũng hiểu đúng không? Tư duy của mọi người thì dẫn đến là hành động của mọi người sẽ như thế nào và sau này sẽ ảnh hưởng đến hậu quả của mọi người khi mà mọi người đưa ra quyết định đó. Đó là tư duy của mọi người khi mà mọi người vui á thì mọi người sẽ tư duy kiểu nó là một bầu trời nó là đẹp, nó là xinh, hay là một cuộc sống nó màu hồng, hoặc là việc tư của mình nó sẽ rất là dễ dàng. Đấy thì mọi người sẽ dẫn đến hành vi của mọi người sẽ là chờ chốt lệnh rất vào đặt lệnh nó rất là kiểu là rất là dễ dàng, không kiểu một liếng tiếc hay là ngần ngại hay là do dự gì cả, thì nó sẽ dẫn đến một cái ảnh hưởng đến hậu quả, đó là cái việc là mọi người sẽ chắc chắn sẽ mọi người thu được lợi nhuận sau cái việc mà mọi người đầu tư mình rất là kiểu happy dễ dàng. Mọi người biết được là mọi người đầu tư vào thương vụ này với cái kế hoạch này, plan này thì mọi người chắc chắn sẽ có lợi nhuận, chính vì thế đấy. Hoặc là về việc là tư duy hành động mọi người, đó là tư duy của mọi người nó đang bị xấu, bị ảnh hưởng bởi cái cảm xúc mọi người, giống như mọi người đang thấy là hôm nay mình làm việc gì nó cũng bực nhọc, làm việc gì nó cũng khó chịu, nhìn con chó mình cũng thấy khó chịu, hay là nhìn cây hoa hay là đường xá hay là nhìn những người xa lạ mình cũng thấy khó chịu, giống như là việc là mọi người đi ra đường đi, mọi người hôm đó mọi người đang khá là bực tức trong người đi ra đường gặp một anh chị nào đó đi xe trước mình, chỉ cần đi xe mà kiểu bóp phanh lại bất thường hay là như thế nào đó, hay là vô tình thôi, nó vô tình bao quát trúng mọi người thôi, mọi người sẽ kiểu là rất khó chịu câu có lên, có thể dẫn đến là những người kiểu là không kiềm chế được sẽ là như vậy chửi hay là như thế nào đó, thì đấy nó sẽ dẫn ảnh hưởng việc là mọi người sẽ đưa ra những cái quyết định hành vi là đến giao dịch của mình nó sẽ không tốt khi mà đạt đến một cái ảnh hưởng đó là nó không tốt á, thì cái việc đầu tư của mình nó sẽ cũng không có hiệu quả đúng không? Chắc chắn là như thế, đầu tư nó sẽ không có hiệu quả và làm cho mọi người thấy là nó không ổn một tí nào cả, thì làm sao mọi người thì tiếp tục được? Thì mọi người phải hiểu là tư duy hành động của mọi người nó phải tốt đẹp, nó phải đúng đắn và mọi người happy với việc giao dịch mọi người đặt lại nó thì cái hậu quả hay là cái ảnh hưởng nó đến cái kết quả của mọi người nó sẽ rất là tốt và làm cho mọi người dễ dàng trong công việc đầu tư của mình. Ừ.
Cái phần tiếp theo đó là việc một thứ ấy, thứ ba đó là tư duy về việc đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn nó là như thế nào? Đầu tư dài hạn đó là việc là mọi người không phải đầu tư vào trong thị trường này, đầu tư một ngày một ngày hai, mọi người đã đòi là có lợi nhuận rồi, giống như là việc là thương vụ Abot đi, bên Huy có gửi đến mọi người trước ít nhất là 10 ngày đúng không, 10 ngày thì mọi người đầu tư vào, mọi người nhận lợi nhuận của nó là ít nhất cũng là ba giá, khi mà bên Huy tổng hợp lại là ít nhất cũng là ba giá rồi. Đầu tư ngay lúc bên Huy khuyến nghị thì mọi người sẽ kiếm được là ít nhất lợi nhuận là ba giá cộng thêm lợi nhuận từ cổ tức nữa. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây là việc là Abot nó tăng từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4, nó tăng trưởng khá là tốt, tăng đến 4 giá. Đó là một mã đầu tư của mọi người để đầu tư dài hạn, với việc là tăng trưởng của nó thì nó tăng trưởng không có quá là mạnh nhưng mà nó tăng trưởng khá là đều, và việc sau khi chia cổ tức thì nó cần tăng trưởng khá là đẹp. Đây đây là việc sau khi chia cổ tức, đây là ngày sau khi chia cổ tức nha mọi người, tí nữa thì sẽ sau trên investing cho mọi người thấy rõ. Thì đây là sau khi cổ tức thì nó vẫn tăng trưởng khá là đẹp. Nhiều anh chị có thể có bảo Huy là Huy ơi đầu tư vào các mã chia cổ tức á, sau khi chia cổ tức nó sẽ giảm, đúng, sẽ có những mã sau khi chia cổ tức nó sẽ giảm, nhưng mà giảm nó chỉ giảm điều chỉnh trong vòng một hai phiên sau khi chia cổ tức thôi, và sau đó nó sẽ tăng trưởng mạnh trở lại và tăng trưởng vượt bậc luôn anh chị à, chứ không phải là nó sẽ giảm nữa đâu, mà có những mã nó sẽ không giảm mà nó còn tăng mạnh nữa, giống như là mã Abot này Huy đang có sau mọi người thấy. Sau khi chia cổ tức đây là này, sau khi nó chia cổ tức nó còn tăng vượt trội, nó tăng đến nay luôn mọi người thấy không? Đấy. Và giá của nó hiện tại bây giờ là 121, khá là đẹp. Nó vừa chia cổ tức hôm vừa rồi xong. Hôm 14 xong, tức là sáng hôm qua xong. Đấy thì mọi người hiểu là nếu mà anh đã follow theo cái thương vụ Abot của Huy hỗ trợ cho mọi người á thì nó sẽ nhận được lợi nhuận khá là tốt rồi và tất cả mọi thứ. Quý anh chị nếu mà không tin thì có thể tìm lại các anh chị đã đang đầu tư vào thương vụ Abot nhận lợi nhuận xong, mọi người có thể hỏi và mọi người có thể có bằng chứng xác thực nhất về việc là đầu tư vào thương vụ, những thương vụ bên kia hỗ trợ nó có tốt hay không, có như mọi người thấy hay không, như thế nào đó, thì đến việc là mọi người có thể quyết định đầu tư nó sẽ ổn thôi. Và mọi người xác định đó là tư duy đầu tư trong thị trường này nó phải là dài hạn chứ không phải là ngắn hạn nhé, bởi vì đầu tư mà mọi người vừa vào đầu tư được một hai ngày hoặc là một hai giờ, nếu mà lướt sóng á, nó lướt sóng á thì tầm chừng đó là vừa, nhưng mà đầu tư vào các mã cổ phiếu á, đầu tư phải dài hạn thì mình mới có thể kiếm được lợi nhuận của mình nó ổn và nó tốt đúng không? Nên tất cả mọi thứ mọi người cũng xác định được là đầu tư dài hạn thì cần phải số có số vốn của mình nó ổn, nó an toàn đấy. Và đầu tư dài hạn thì cần cái số vốn như thế nào? Tùy vào mọi người, thì vào mỗi người mỗi điều kiện kinh tế khác nhau thôi, thì sẽ có những cái số vốn nó khác nhau. Thì nếu mà mọi người có muốn Huy có thể chia sẻ về vấn đề là vốn đầu tư bây giờ hàng cần bao nhiêu thì mọi người có thể liên hệ với Huy qua Zalo ở dưới đấy, đây là phần contact của Huy, liên hệ qua và Huy có thể support cho mọi người về việc là số vốn như thế nào để đầu tư dài hạn hay là tất cả mọi thứ. Nhưng mà mọi người có thể thắc mắc hay là mọi người muốn chia sẻ hay là có những gì mọi người muốn chia sẻ thì mọi người có thể liên hệ qua đó. Đấy, và phần thứ tư, phần cuối cùng trong cái việc này đó là việc là train your friend. Train your friend mọi người hiểu là cái gì? Đó là mọi người đi đúng với xu thế của thị trường và đừng đi ngược lại và nghĩ là mình đúng. Đi đúng với xu thế là như thế nào? Khi mà xu thế các chuyên gia bên Huy phân tích là nó sẽ tăng thì mọi người đừng cố vào việc là nghĩ nó sẽ giảm, mọi người đi ngược xu thế của nó và mọi người sell xuống thì dẫn đến cái tài khoản của mọi người nó không có ổn, không có tốt, không có lợi nhuận đẹp hay tất cả mọi thứ. Và mọi người đừng nghĩ là lúc nào mình cũng đúng là như thế nào, bởi vì khi mà bạn Huy chia sẻ hay phân tích mà gửi đến mọi người đó, thì đó là sử dụng tất cả mọi thứ về tin tức này, về phân tích kỹ thuật hay tất cả mọi thứ, phân tích và biết được cái trend nó sẽ tăng hay là như thế nào đó, thì mọi người hãy làm bạn với cái trend đó. Trend là xu hướng đấy mọi người hãy làm bạn với xu hướng đó và mọi người dựa vào đó mọi người kiếm lợi nhuận, chứ mọi người đừng đi ngược với nó, đối đầu với nó thì mọi người sẽ nhận lại một cái kết quả nó không có tốt đâu, chắc chắn là như thế. Mọi người hãy xem đi mà mọi người sẽ hiểu được vì sao Huy lại nói như vậy. Đấy, cũng như việc Abot đi, bên Huy nhận định nó sẽ tăng và nó sẽ tăng trưởng, đúng, nó tăng trưởng rất là đẹp, nó tăng trưởng trong thời gian mà tầm 10 ngày nó tăng hơn ba giá đấy. Mọi người cứ bảo là giá nó cao rồi không vào mua được đâu, như nào là cao anh chị nhỉ? Đấy, mọi người phải xác định như thế. Và cũng như là mã cổ phiếu bên
Bình Huy đang gửi đến mọi người, đó là một mã cổ phiếu của Louis Vuitton ấy. Thì mã cổ phiếu này nó đang mà cổ phiếu này đang tăng trưởng khá là đẹp khi là phiên hôm qua nó đã tăng hơn 10, phiên hôm qua nó tăng 17 giá. 17 giá là như thế nào? Mọi người tự mọi người hiểu đúng không? 17 giá mà mọi người nắm giữ 1.000 cổ thì mọi người có được 17.000 đô là đúng mà. Một con số tiền mà khá là khủng. Và ngày hôm qua thì với việc đầu tư vào cái thương vụ Louis Vuitton này thì cũng kiếm được một món hời khá là lớn. Và khi với việc là nó chỉ còn vài phiên nữa trước khi nó chi trả cổ tức thôi, thì mọi người hãy tranh thủ vào nắm giữ cái mã này, bởi vì nó chi trả cổ tức khá là cao. Đây 6 ơ cho một cổ phiếu tính ra đổi ra quy đổi ra đô ấy, thì là 7,2 đô cho một cổ phiếu. Mọi người nắm giữ 1.000 cổ phiếu, mọi người có 7.200 đô từ cổ tức rồi, chắc chắn mọi người nhận được rồi. Hay chưa kể từ việc lợi nhuận tăng trưởng của nó nữa. Đấy, mọi người hiểu là làm bạn với cái xu hướng thì nó sẽ tốt, mà nó sẽ giúp mọi người kiếm ra được cái dòng tiền và giúp mọi người có được lợi nhuận của mình, nó tốt. Chứ mọi người đừng có nghĩ là mọi người có thể đối đầu với nó, mọi người luôn nghĩ là mình đúng, mọi người đi ngược xu hướng thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc đầu tư của mình, nó không tốt, ảnh hưởng đến lợi nhuận của mình nó không ra, hay là ảnh hưởng đến tài khoản của mình nó xấu đi. Đấy. Đấy. Thì đấy là những cái việc mà Huy có thể tích góp được trong cái thị trường này, và giúp cái việc là mọi người có thể tách rời được cảm xúc ra trong việc giao dịch. Đấy, chỉ cần bốn bốn điểm nhỏ đó thôi, nhưng mà bốn điểm nhỏ nó góp lại thì sẽ ra là một việc khá là lớn trong việc quyết định giao dịch của mình và quyết định cảm xúc của mình nó như thế nào trong thị trường này. Sẽ đi qua phần tiếp theo nhé. Đấy thì đến bây giờ đến phần cuối cùng là vào về phần thương vụ tiềm năng. Thương vụ tiềm năng như thế nào? Thương vụ tiềm năng thì hàng tháng thì bên Huy sẽ nghiên cứu và sẽ gửi đến các nhà đầu tư bên Huy những cái thương vụ tiềm năng trong thời điểm này để mọi người có thể follow và mọi người xem xét, mọi người follow theo, mọi người kiếm được lợi nhuận về từ những thương vụ đó. Thì những thương vụ giống như là thương vụ của Apple, về thương vụ tăng trưởng của Apple, hay là Boeing, hay là Microsoft, hay là của Abbott vừa rồi, hay là của Louis Vuitton đang diễn ra, hay tất cả như thế nào, thì bên Huy sẽ nghiên cứu và gửi đến mọi người. Mọi người có thể là tham khảo xem qua, mọi người có thể follow theo và kiếm lợi nhuận. Thương vụ đầu tiên thì muốn chia sẻ với mọi người trong thời điểm này đó là về thương vụ của ConGat. Thì chắc là mọi người cũng được các bạn support gửi đến mọi người là thương vụ ConGat rồi đúng không? ConGat này nó sắp chi trả cổ tức vào ngày 20 tháng 4 này, với mức chi trả cổ tức là 0,45 đô cho một cổ phiếu. Tương đương với việc là mọi người nắm giữ 1.000 cổ phiếu, 2.000 cổ phiếu thì mọi người sẽ có lợi nhuận nó chắc chắn là từ 450 đô đến 900 đô, là việc hiển nhiên mọi người có thể nhận được và mọi người sẽ còn nhận được với những cái việc là tăng trưởng của nó trong những phiên gần đây. Thì ConGat đấy, mọi người biết là một nhãn hiệu mà nó là không còn xa lạ gì với mọi người đúng không ạ? Từ nhỏ thì đã biết là ConGat là nó là gì rồi. Nó là nhãn hiệu về các sản phẩm về răng miệng, bao gồm màng chải đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng hay là chải nha khoa, tất cả mọi thứ liên quan đến việc là răng miệng. Và ConGat thì nó đang phát triển khá là tốt, với việc phát triển khá là tốt của nó nên là những cái mức chi trả cổ tức qua từng năm của nó cũng tăng trưởng này. Mọi người thấy nhìn này, từ tháng 1 năm 2020 thì nó chỉ trả là 0,43 đô cho một cổ phiếu, thì nó tăng lên đến là 0,44 đô cho một cổ phiếu, và bây giờ thì nó là 0,45 đô cho một cổ phiếu, là báo hiệu là tập đoàn đang phát triển khá là tốt. Tập đoàn đang phát triển khá là tốt thì nó mới có thể là nâng mức chi trả cổ tức lại cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của nó đúng không ạ? Chứ chả có tập đoàn nào mà nó phát triển không tốt, lợi nhuận không ổn mà nó lại đi nâng việc chi trả cổ tức lên trong nhà đầu tư của nó, như thế thì doanh thu nó đâu ra, tiền nó đâu có mà nó có thể duy trì hoạt động hoặc là tất cả mọi thứ nó ăn nữa đúng không ạ? Đấy, đây mọi người có thể thấy những cái thông tin này thì mọi người có thể lên investing, mọi người có thể xem rõ ràng lên đó, mọi người chuyển qua tiếng Việt thì mọi người có thể xem rõ được nha. Thì Huy chỉ tổng hợp lại thôi, ai muốn xem rõ hơn thì mọi người có thể nhờ vào support chỉ mọi người lên trang investing hoặc là liên hệ đến Huy để Huy có thể chỉ mọi người. Đây là những dự báo và những cái doanh thu mà nó đưa ra, và những dự báo nó đều vượt vượt nha. Những cái thực tế nó đều vượt dự báo đây mọi người, doanh thu nó luôn luôn vượt dự báo. Đây là một liệt biểu đồ này về doanh thu, về dự báo của nó, EPS đều luôn luôn vượt nha mọi người. Còn đây, đây là về lịch sử tăng trưởng của ConGat trong thời gian vừa qua. Thì từ ngày 15 tháng 3 giá của nó chỉ là 75 đô,
đến ngày 13 tháng 4 thì giá của nó là 79 đô. Tí nữa thì sẽ show lại cho mọi người thấy là giá con Grab bây giờ bao nhiêu. 15 tháng 3 đến 13 tháng 4, tầm một tháng, nó tăng hơn 4 giá. Đây là một mặt cổ phiếu giá trị nó khá là thấp, mình có thể nắm giữ được nhiều, mình nắm giữ tầm từ 1 đến 2 ngàn cổ phiếu của nó tăng cho mọi người 4 giá, mọi người có được tầm là 4 đến 8 ngàn đô lợi nhuận tăng trưởng rồi đúng không ạ? Đấy, mọi người chỉ việc vào nắm giữ và quá từng thời gian nó sẽ tăng trưởng mà mọi người nhận được lợi nhuận của nó thôi, chứ không phải là mọi người vào đầu tư tầm 3 4 ngày hay là 5 6 ngày mọi người đòi lợi nhuận cao nó như thế này thì no, Huy không thể nào hỗ trợ, cũng như là sàn bên Huy không thể nào hỗ trợ mọi người như thế được. Mình phải đầu tư lâu dài thì nó mới có thể đem lại được lợi nhuận của mọi người tốt đúng không ạ? Đấy, còn về thương vụ của con gắt á, thương vụ của con gắt thì sẽ có những bài toán khuyến nghị về đầu tư con gắt. Đầu tư con gắt nó sẽ có một bài toán rất là thấp thôi, bởi vì giá của con gắt này nó không có quá nhiều, đó là 10.000 đô thì mình có thể nắm giữ 1.000 cổ phiếu con gắt và chỉ biến động là 10 giá, lợi nhuận cổ tức nó là 0,45 đô cho một cổ phiếu thì mình sẽ nhận được 450 đô từ cổ tức. Lợi nhuận tăng trưởng thì chỉ tính tăng trưởng cho mọi người là tầm 2 giá trong thời gian ngắn thôi, là tầm 15 đến 30 ngày thì mọi người sẽ nhận thêm được là 2.000 đô, và tổng lợi nhuận sau khi mọi người đầu tư vào thương vụ con gắt này đó là 2.450 đô, tương ứng với là xấp xỉ 25% mọi người nhận được. Số vốn là 10.000 mọi người bỏ ra, nếu mọi người bỏ ra thương vụ tiếp theo cũng là một thương vụ mà đang khá là hot trong thời điểm này là thương vụ Louis Vuitton. Thương vụ Louis Vuitton là như thế nào? Louis Vuitton là một trong những cái hãng về thời trang xa xỉ của Pháp, có trụ sở tại Paris, và mọi người có hay gọi là LV hay là Louis Vui Tươi, nhưng mà chắc chắn là tên thương hiệu nó là Louis Vuitton, và nó được thành lập từ năm 1854 cơ, và doanh thu nó là 15 tỷ USD năm 2020. Đấy là những thông tin cơ bản, thì mọi người muốn biết những thông tin gì nó sâu sắc hơn, nó cụ thể hơn hay tất cả mọi thứ, mọi người có thể lên các trang mạng hay là lên investing, mọi người có thể gõ vào xem được doanh thu của nó phát triển như thế nào, hay là tất cả mọi về chỉ số kế toán của nó, là kế hoạch của nó phát triển như ra sao. Đây là những cái về thông tin về của Louis Vuitton mà Huy có thể tổng hợp được gửi đến mọi người, là về về việc là ước tính sự đồng thuận, ước tính sự đồng thuận, tính sự đồng thuận của các nhà đầu tư, của các chuyên gia về việc là nên nắm giữ, nên mua vào nắm giữ Louis Vuitton hay là nên bán ra hay là như thế nào đó, thì có đến 21 chuyên gia trên thế giới, hàng đầu trên thế giới là lựa chọn việc là mua vào trong thời điểm này và mua mạnh vào để có thể nhận được lợi nhuận của nó. Và đúng như vậy, bởi vì khi mà nó tăng trưởng mọi người tự động nhìn thấy mà, đây là lịch sử tăng trưởng của nó này, đây Huy đang sau cho mọi người thấy lịch sử tăng trưởng của nó đến ngày 13 thôi. Đấy là ngày 18 tháng 3 giá của nó là 566, và ngày đến ngày 13 tháng 4 giá của nó là 594, gần 30 giá đúng không ạ? Gần 30 giá mà mọi người nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì mọi người đã kiếm được 30.000 đô rồi đúng không? Đấy, mọi người chỉ vào việc nắm giữ và lâu dài thì mọi người đã nhận được lợi nhuận tăng trưởng của nó rồi, chứ kể lợi nhuận từ cổ tức của nó khá là cao nữa, đến 6 ơ cho một cổ phiếu, đến 6 ơ cho một cổ phiếu mà mọi người đổi ra quy đổi ra đô thì nó là 7,2 đô cho một cổ phiếu của nó. Mọi người nắm giữ 1.000 cổ, mọi người đã có được bộ 7.200 đô lợi nhuận từ cổ tức, chưa kể là mọi người nắm giữ càng nhiều thì mọi người sẽ nhiều có được lợi nhuận từ cổ tức nó càng nhiều hơn. Về thương vụ của Louis Vuitton, về khuyến nghị đầu tư của Louis Vuitton á, thì nó sẽ là mã này nó giá trị của nó khá là lớn, nên là bài toán đầu tư khuyến nghị của nó sẽ có rất nhiều, sẽ rất là lớn, với việc là mình bỏ ra số vốn là tầm 20.000 thì mọi người nắm giữ, nên nắm giữ nhé, nên nắm giữ của nó là tầm 5 năm cổ phiếu Louis Vuitton thôi, chỉ biến động là đến 40 giá, nên là giá biến chỉ biến động nó sẽ an toàn cho mọi người trong việc mọi người đầu tư đấy. Và hãy tính mọi người là lợi nhuận từ cổ tức nhé, hãy tính rõ ràng một bài toán cho mọi người thấy, là 500 cổ phiếu mọi người nhân cho 7,2 lợi nhuận từ cổ tức trên một cổ phiếu là đã được lợi nhuận cổ tức mọi người nhận được chắc chắn là đã là 3.600 đô rồi đúng không? Còn thêm lợi nhuận từ tăng trưởng nữa là 1.000 cổ phiếu mà nhân với tăng trưởng của nó chỉ tầm là 7 giá thôi, vậy thì tính trung bình nó tăng cho mọi người 7 giá thôi, tổng lợi nhuận của mọi người đã nhận được là 10.600 đô rồi đúng không?
tương ứng là hơn 50 hơn 50% giá trị mọi người bỏ ra đúng không ạ? Ê, thì trong thời gian này, trong thời gian cuối tháng 4 này sẽ có những cái thương vụ đó, và sau tầm khoảng sau ngày 20 sẽ có nhiều thương vụ tiếp theo thì bên Huy sẽ gửi đến cho mọi người, nhưng mà trong thời gian này sẽ có hai thương vụ, đó là về Colgate và về của Louis Vuitton để mọi người lựa chọn. Những anh chị nào mà có vốn thấp thì mình Huy nghĩ là mình có thể nên vào đầu tư vào Colgate thì sẽ sướng hơn cho mọi người, để mọi người có thể mua được nhiều cổ phiếu hơn. Còn anh chị nào mà vốn của mình nó nhiều, nó mạnh, mọi người khi khuyên là mọi người có thể cân nhắc về việc là mình xem xét vào đầu tư vào mã cổ phiếu đó là Louis Vuitton này, mình có thể nhận được lợi nhuận của nó. Đấy, thì bây giờ thì sẽ chia sẻ cho mọi người thấy nhé. Mọi người thấy đây là trang investing thì nãy giờ thì có chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ là đang phiên của Louis Vuitton. Thì mở phiên thì Louis Vuitton nó giảm đến 7 giá. Thì nếu mà anh chị nào có trong nhóm của Huy có khuyến nghị á, là khi chiều là giá nó sẽ giảm, và mọi người có thể chờ giá nó giảm xuống đến một vùng giá đẹp, mọi người có thể mua vào. Vậy, lúc nó giảm sâu nhất trong phiên chiều hôm nay là nó giảm đến 7 giá, thì lúc đó thì mọi người tầm giảm đến 5 giá hoặc là 6 giá thì mọi người có thể mua vào được rồi. Chả có ai mà biết được là nó sẽ giảm đến 7 giá đúng không? Thì tùy vào những mọi người, ai mà có là có được kiểu là lòng kiên trì chờ giá nó giảm và chờ tín hiệu nó quay đầu trở lại thì mình sẽ mua vào á, nó sẽ khác. Thì tầm là giảm 5 giá thôi mình sẽ mua được vào rồi, và mình nhận được lợi nhuận từ việc là bây giờ nó chỉ còn giảm là một giá, à, khi nãy là nó chỉ giảm không phép mấy thôi đấy. Thì chính vì thế mà Huy bảo là cái Louis Vuitton này đang tăng trưởng khá là đẹp, Huy có thể show lại bản đồ, biểu đồ cho mọi người thấy Louis Vuitton này. Đây, Vuitton này nó chỉ trả cổ tức chỉ có một năm một lần thôi nha quý vị. Mọi người hãy để ý nó là một mã cổ phiếu mà chỉ trả một năm có đúng một lần, và là năm trước thì nó chỉ trả vào ngày là 12 tháng 1 đấy, 12 tháng 1 năm 2020. Nó chỉ trả cổ tức xong á thì nó sẽ tăng trưởng đều khá là đẹp. Đây, nó vẫn tăng trưởng nhé. Giá của giá cổ tức của nó là 498, là 498, nó tăng lên đến là 509, 498, 509 là 10 giá đấy. Sau khi chơi cổ tức nó còn tăng nữa chứ không phải nó giảm, nên mọi người đừng lo về cái mã này, là mọi người bảo là nó sẽ không tăng được nữa, không tăng được á, không tăng được. Từ lúc này sẽ có những nhà đầu tư bảo với Huy là lúc này là mình đã không nên mua vào rồi, bởi vì nó sẽ không tăng được nữa. Rồi Huy hỏi mọi người, ủa vậy làm sao nó tăng đến 610 như bây giờ đây? Khi mà phiên hôm qua là phiên hôm thứ tư á, nó tăng trưởng 17 giá, ai cũng ngỡ ngàng và chỉ nói với một từ, đó là tiếc. Bởi vì không tin Huy và cũng như không tin bên chuyên gia bên DKK hỗ trợ mọi người là việc đầu tư vào mã này nó sẽ như thế nào. Đấy, thì mọi người sẽ hiểu được là đầu tư vào mã này nó đang khá là tiềm năng, và mọi người hãy nắm bắt cơ hội khi nó chỉ còn 3 phiên, là phiên thứ sáu sáng ngày 20 là sáng thứ ba nó chỉ trả rồi, là phiên hôm nay, phiên ngày mai và phiên thứ hai thôi, là chiều chiều thứ ba nó sáng sáng thứ ba nó sẽ chỉ trả cổ tức cho mọi người về rồi, và mọi người sẽ nhận được lợi nhuận của nó. Tôi sẽ sau lại con ngắt cho mọi người thấy. Thôi lại con gắt cho mọi người thấy. Đây, con gắt phiên hôm qua nó giảm là 0,33 giá, và tối nay dự kiến nó sẽ tăng trưởng trở lại. Và nếu mà tối hôm qua mọi người đã mua vào ở giá tốt rồi, tối nay nó tăng trưởng trở lại thì mọi người sẽ kiếm được lợi nhuận ngay từ việc tăng trưởng lợi nhuận của nó rồi đúng không ạ? Chưa kể từ việc lợi nhuận cổ tức mà sáng thứ ba ngày 20 tháng 4 nó chỉ trả lại cho mọi người. Mình sẽ bật lại lịch sử này. Đây, nó đang tăng trưởng rất là đẹp. Mã con gắt này thì nó sẽ tăng trưởng không quá nhiều, nhưng mà nó nhích nhẹ lần 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 từ 15 tháng 3 đến 15 tháng 4, chưa đến ngày hôm nay nữa thì mới được một tháng, nó tăng trưởng 4 giá. Đấy, mọi người làm gì trong vòng
một tháng mọi người nắm giữ 1.000 cổ phiếu, mọi người có 4.000 đô nó tăng trưởng cho mọi người chẳng cần làm gì cả, mọi người chỉ việc là vào nắm giữ nó và nhận lợi nhuận tăng trưởng của nó thôi. Đây khá là trong một thứ trong thị trường này nó khá là nhàn, bởi vì việc là khi mọi người vào á thì sẽ có chuyên gia bên kia hỗ trợ cho mọi người tất cả mọi thứ, rồi hỗ trợ đầu tư như thế nào, thương vụ nào ra sao, rồi hàng ngày có thể song song với việc đó là mình có thể lướt sóng thêm vàng dầu hoặc forex, các cặp tiền tệ, tất cả mọi thứ để mình có thể kiếm thêm lợi nhuận. Đấy, người follow theo mình kiếm lợi nhuận thôi. Nhưng mà quan trọng là mọi người phải biết được là mọi người đầu tư cái nào ra sao và vốn mọi người ra sao, mọi người thể đầu tư cho nó hợp lý. Mọi người đừng bỏ số vốn nhỏ, số vốn tầm 1-2 ngàn mọi người đòi x 2 x 3 tài khoản thì cái việc đó là rất là khó. Mọi người hiểu nhé. Còn việc là mọi người có thể bỏ ra vốn là tầm 10 đến 20 ngàn và bên ấy có thể hỗ trợ mọi người kiếm là làm 1.000, 2.000 đến 4.000, 6.000 là điều đương nhiên có thể làm được. Bởi vì tỷ lệ thuận mà, cái gì mọi người bỏ ra số vốn nhiều thì mọi người sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều thôi. Còn mọi người bỏ ra tầm 1 đến 2.000 đô mà mọi người đòi hỏi là nó phải là lời 100% là 1, 2.000 đô hay là gấp đôi 2, 3 tài khoản thì điều đó là hơi say no. Thì hoặc là bên sàn bên này cũng không thể nào, chuyên gia thần thánh nào cũng không thể hỗ trợ được mọi người như vậy được. Thì hồi nãy giờ cũng thấy khá là nhiều anh chị đã có hỏi chia sẻ, sẽ quay lại giải đáp những cái câu thắc mắc của mọi người nhé. Người có câu hỏi nào thắc mắc của mọi người có thể đặt lên để mình có thể giải đáp cùng mọi người, giúp mọi người hiểu và giúp cho các anh chị cũng như người mới sẽ ví dụ mà gặp phải những trường hợp đó nhưng mà lại không dám nói lên nỗi lòng của mình ấy thì sẽ được giải đáp. Mình mới tìm hiểu 2 tháng, muốn đầu tư CoinGas nhưng còn lo liệu khi vào đầu tư. Ồ, đúng rồi chị, khi mà chị vào đầu tư ấy, thì vẫn sẽ có người hỗ trợ cho chị chứ, đó là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường này, bên em sẽ hỗ trợ cho chị để chị có thể đầu tư tốt nhất mà, chứ có ai bỏ chị đâu hay là như thế nào chị vào chị đầu tư một mình đâu. Khi mà chị vào đầu tư sẽ có chuyên gia bên em gọi và hỗ trợ support cho chị ngay, chứ không phải là chị vào là một mình chị đầu tư hay là một mình chị bơi trong cái biển của thị trường này. Ôi, khi mà chị vào một mình chị trong cái thị trường này á, chị giống như là một hạt cát giữa sa mạc, chị không biết làm gì cả và chị sẽ bị lẫn tạp vào đó và chị sẽ bị cuốn theo chiều nó thôi. Nguyễn Thanh Hằng đầu tư như thế nào vậy ạ? Hồi nãy Huy có chia sẻ rồi đấy chị Hằng ơi. Đầu tư thì nó chỉ cần 4 bước đơn giản là tạo tài khoản, xong rồi chị check thông tin, chị nhờ bà support hỗ trợ cho mình cách sử dụng phần mềm MT4 để có thể đặt lệnh giao dịch ra sao như thế nào, tìm kiếm lợi nhuận và một bước cuối cùng thì mình vào tiền để tiền nó vào tài khoản mà chuyên gia bên Huy sẽ gọi và hỗ trợ cho mình để mình có thể bắt đầu việc đầu tư thôi chị. Vốn 100 triệu thì đầu tư vào cổ phiếu nào hợp lý về chuyên gia và mua bao nhiêu cổ? 100 triệu, 100 triệu thì tầm khoảng 5.000 đô, 5.000 đô thì nếu mà chị muốn an toàn thì mình có thể vào đầu tư, mình nắm giữ CoinGas, nắm giữ 500 cổ phiếu của CoinGas. Đấy, thì mình sẽ nhận lợi nhuận an toàn và nhận lợi nhuận của CoinGas thì nó sẽ không được nhiều nhưng mà nó sẽ an toàn và đầu tư lâu dài nhé. Chứ không phải mình đầu tư ngày 1, ngày 2 mình vào đầu tư cái là mình nhận được lợi nhuận liền. Thì Huy sẽ không cam kết việc mà chị vào đầu tư con gái sẽ nhận lợi nhuận liền, mình phải đầu tư lâu dài và song song với đó thì chị phải có thể là lướt sóng thêm vàng dầu forex hàng ngày để mình có thể kiếm được lợi nhuận của mình. Thì cao mình đầu tư có lời mình rút được không, giờ mở tài khoản thì nạp tiền như thế nào? Ồ, mình đầu tư có lời đó là phần tiền lời của chị mà sao không rút được chị ạ? Chị đã đầu tư cái nào mà nó không cho mình rút tiền lời à, hay sao? Hay là chị gặp vấn đề gì thì chị có thể chia sẻ cho mọi người biết. Và giờ mỗi tài khoản thì nạp tiền như thế nào? À, nãy Huy cũng có chia sẻ với mọi người đó là cách nạp tiền nó sẽ có 2 cách. Đó là một là nạp tiền trực tiếp trên web của sàn. Nhưng mà nạp tiền như thế thì nó sẽ yêu cầu là phải mất phí và sẽ trải qua là vài công đoạn nó khá là dài và giúp cho mọi người khó chịu ấy. Thì Huy khuyên mọi người là mọi người có thể nạp tiền qua điện chuyển tiền bên các bạn support gửi cho mình thì sẽ nhanh chóng. Mọi người chỉ cần việc là điền tên ngân hàng nội dung mà số tiền mình vào, chuyển bill thành công, chụp cái bill lại và gửi cho bạn support để bên AI có thể check và hỗ trợ tiền vào tài khoản của mình nhanh thôi. Mình đầu tư bao lâu mới rút được vậy? Bất động sản lên. À, không biết anh hay chị nhưng mà mình đầu tư bao lâu mới rút được? Nghĩa là sao ạ?
là nghĩa là anh có đầu tư sàn nào hay là đầu tư kênh gì mà nó yêu cầu là anh phải đầu tư tầm 1 2 tháng hay là 6 tháng hay 1 năm mình mới được rút lợi nhuận anh? Ở trong thị trường này nó không như vậy nha. Trong thị trường này thì anh đầu tư có lợi nhuận thì anh rút thôi, bởi vì đó là lợi nhuận của anh mà. Đâu có ép buộc mọi người là phải đầu tư như thế nào mới được rút đâu. Ê, iPhone, chị Nha có cam kết với nhà, chị Nha có cam kết với nhà đầu tư không? Chị Nha cam kết với nhà đầu tư là anh chị yêu cầu cam kết về cái gì? Anh chị nhỉ, cam kết về cái gì thì anh phải nói rõ lên thì Huy mới biết, là Huy chia sẻ với mọi người chứ. Còn cam kết á, thì có cái gì mà nó chắc chắn 100% mọi người đâu mà phải yêu cầu là cam kết, đúng không? Bây giờ chắc chắn 100% á thì ai cũng vào làm, vào ai tất cả mọi thứ. Đầu tư thị trường luôn luôn có hai chiều, và Huy cũng là con người và các chuyên gia cũng là con người, phải có lúc sai chứ chả có ai đúng 100% cả. Mà anh phải đầu cam kết như thế này như thế nọ thì anh mới đầu tư. Còn nếu mà anh đã không tin tưởng trong thị trường này, hay là không tin tưởng sàn, hay là không tin tưởng chuyên gia, thì Huy khuyên là anh không nên vào đầu tư đâu. Anh cứ cắt tiền của anh đó đi, mà anh làm gì thì anh làm, chứ anh vào đầu tư mà anh không tin tưởng như thế thì ở vào thì cũng không thể nào làm việc được với chuyên gia, hay là không thể nào làm việc được với mọi người. Bởi anh khá là đa nghi nên là làm việc như thế rất là khó làm việc anh nhé. Còn nếu mà anh muốn chuyên gia cam kết gì thì em có thể nhắn lên để có thể hỗ trợ anh đi. 400 triệu nên mua cổ phiếu gì? 400 triệu, nhưng mà anh quan trọng là anh muốn đầu tư vào mã nào chứ. Đầu tư vào CoinGas thì mình mua tầm 1.000 cổ phiếu, còn đầu tư vào Louis Vuitton thì anh có mua tầm từ 200 đến 300 cổ của Louis Vuitton là nó hợp lý rồi. Nói rõ hơn về vàng dầu. Môn môn này là anh hay chị thì hay không biết. Rõ hơn về vàng dầu, rõ hơn là anh muốn rõ hơn về cái gì? Rõ hơn về cách đầu tư, hay là rõ hơn về vốn, hay là rõ hơn về cái gì thì anh phải nói rõ hơn. Phải nói rõ ra thì em mới biết hay nói chứ. Chứ anh bảo là nói rõ hơn thì nó cái phạm trù trong thị trường thì nó quá nhiều. Rõ hơn về vàng là cách đầu tư về vàng ra sao, hay là vốn vàng đầu tư như thế nào, hay là đầu tư khung giờ nào, dựa vào thông tin ở đâu, hay là phân tích như thế nào đầu tư. Phải để rõ là anh phải diễn đạt ra thì em mới biết chứ. Sàn có chính sách gì cho người mới không? Sàn có khá nhiều chính sách ưu đãi cho người mới nha anh chị. Anh chị cứ liên hệ với các bạn support để có thể, và support gửi đến các anh chị các ưu đãi của sàn dành cho người mới. Anh hay chị iPhone này hỏi chị nhà có cam kết gì với nhà đầu tư không? Khá là nhiều. Anh chị nếu mà còn theo dõi thì mình có thể chat lại và giúp Huy giải cái mà đáp một câu hỏi, đó là anh chị muốn cam kết gì? Galaxy A50, 100 triệu đầu tư các mã ở Việt Nam hiện nay. Anh ấy, không biết anh ấy chị ơi, nhưng mà đây là cái đầu tư về chứng khoán quốc tế mà anh. Còn mã Việt Nam á thì khá là nhiều mã mà. Anh chị phải tìm hiểu rõ mã Việt Nam thì anh chị mới đầu tư được chứ. Bây giờ Huy đang hỗ trợ các mã trong thị trường chứng khoán quốc tế, thì Huy sao hỗ trợ mọi người ở trong thị trường chứng khoán Việt mình được? Chuyên gia có cam kết gì với nhà đầu tư, ví dụ trái tài khoản làm theo đúng như chuyên gia như cái máy luôn thì sao? À, thì cái việc mà anh đang muốn hiểu là chuyên gia cam kết về việc chỗ trái tài khoản hay là làm theo đúng như chuyên gia nói, là về việc là anh phải xác định rõ ràng là anh đang làm việc và mình hướng của mình là đầu tư theo như thế nào, và đầu tư ra sao, và số vốn của mình nó ra sao. Đầu tư bây giờ đầu tư luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ đến việc là thị trường nó có hai chiều, đúng không? Sẽ có lúc lên và sẽ có lúc xuống. Lúc lên á thì anh chị không nói một lời nào cả, anh chị cũng cứ sẽ có tầm là mấy, ví dụ 5 10 người đầu tư thì tầm 5 6 người khi mà lúc lên người ta sẽ có cái cảm ơn phấn khích, hay là người ta quay lại người ta cảm phục đấy. Thì nhưng mà sẽ có những lúc mà người ta đầu tư nó không tốt, hoặc là thị trường nó đi xuống, đi ngược với xu hướng, nó đang âm thì mọi người quay lại, mọi người la ó hay là tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Con người Việt Nam mình nó là vậy mà. Lúc ăn ấy, hay là lúc có lợi nhuận á thì không nghĩ đến việc đó, không nghĩ đến việc là mình sẽ như thế này như thế nọ. Nhưng mà lúc lúc không tốt, lúc có xấu, lại kiểu là đầu tư xấu á, sẽ khác. Bao nhiêu vốn vì chuyên gia có cách quản lý bao nhiêu vốn á, thì anh có thể liên hệ với Huy qua số điện thoại ở dưới màn hình.
0921 057 082 đi để hỗ trợ anh biết được là anh có bao nhiêu vốn để hỗ trợ. 10.000 sẽ đầu tư ra cái kiểu này, 20.000 đầu tư kiểu khác, 50.000 đầu tư kiểu khác chứ. Anh cứ nói chung chung như thế thì Huy làm sao biết được là đầu tư như thế nào? À, anh chị muốn có bảo là về cách đầu tư, về cách đầu tư vàng giàu đúng không ạ? Vàng giàu thì anh chị sẽ dựa vào xu hướng, xu thế của nó để mình biết được là vàng giàu như thế nào. Và mình muốn đầu tư vàng giàu lâu dài thì mình phải có số vốn lớn anh chị nhé, thì mình để đầu tư vàng giàu lâu dài được, còn không thì mình chỉ là quay chưa yên là mình anh chị đến lướt sóng thôi, chứ mình không thể nào đầu tư lâu dài được bởi vì nó biến động liên tục. Khi mà mọi người ngủ, nếu mà mọi người muốn đầu tư lâu dài thì mọi người sẽ đầu tư qua đêm tất cả mọi thứ đúng không, nếu mọi người ngủ thì mọi người tài khoản của mọi người nó phải lớn thì mọi người mới chịu được sự biến động của nó, chứ không thì mọi người ngủ dậy mà tài khoản nó không cánh mà bay thì hay không cam kết hay là hay không cam đoan hay không hỗ trợ về vấn đề đó nhé. Đây thì không biết là có còn anh chị nào có còn câu hỏi nào đặt ra để Huy có thể hỗ trợ mọi người giải đáp không ạ? Cũng đến sắp đến giờ mở phiên hôm nay của Congress rồi, tối nay Congress nó sẽ tăng trở lại, mà theo khuyến nghị của Huy hôm qua thì mọi người đã mua vào thì hôm nay tối hôm nay sẽ có lợi nhuận. Giá mua 100 cổ phiếu thì bao nhiêu tiền ạ? À? Mình đọc tiền như thế nào? 100 cổ phiếu, 100 cổ phiếu của mã gì chứ chị Hằng ơi? Chứ bây giờ chị bảo là 100 cổ phiếu thì phải biết hỗ trợ mà chị về 100 cổ phiếu mã nào? Và nạp tiền như thế nào á? Nạp tiền như thế nào? Hồi nãy có chia sẻ rồi chị Hằng nhá. Nạp tiền thì ơi khuyên là chị nạp tiền qua điện chuyển tiền bên Huy gửi đến cho mình nạp xong mình sẽ chụp lại cái bill và bên Huy check xong thì tiền nó sẽ vào tài khoản của mình nhanh thôi. Con gas tăng nhẹ quá. Ừ anh Trường ơi, con gas nó tăng như vậy mà anh còn đòi gì nữa? Bây giờ mình đầu tư đâu phải đầu tư ngày một ngày hai đâu, anh muốn tăng trưởng mạnh thì anh vào nắm giữ Louis Vuitton đi, một phiên nó có thể tăng cho mình 17 giá kìa anh. Anh đầu tư vào con gas xong rồi anh phải đòi hỏi nó tăng trưởng mạnh nữa thì sao được, đúng không? Tùy vào mã mã cổ phiếu thì anh sẽ có, mình sẽ đầu tư vào tùy vào mã cổ phiếu thì sẽ có những cái đặc thù riêng. Bây giờ mình đầu tư vào con gas nó sẽ đặc thù, nó là ăn còn có lợi nhuận tốt lâu dài. Còn đầu tư vào Louis Vuitton á thì nó sẽ là tăng trưởng mạnh, sẽ đầu tư ngắn hạn hay như thế nào đó trung hạn, chứ anh lại đầu tư vào những cái an toàn lâu dài mà anh lại đòi nó tăng trưởng mạnh nữa thì không có mã nào cho anh có thể đầu tư như thế đâu anh à. Anh có thể, nếu mà anh không muốn đầu tư vào Louis Vuitton anh có thể đầu tư vào như Apple cũng được, Boeing hay là Microsoft cũng đang tăng trưởng quay trở lại, quay tăng trưởng mạnh kìa. Mua bao nhiêu là được? Minh Tuyên, anh Minh Tuyên bảo là mua bao nhiêu là được, mua bao nhiêu là được, mua mã nào chứ anh? Chị thấy có bảo là vốn 200 triệu mua Louis hồi nãy Huy có chia sẻ rồi, chị thấy nha, vốn 200 triệu thì mình mua tầm từ là 200 đến 300 cổ của mã Louis Vuitton này nha. Anh Vũ ơi, 500 triệu thì mình Huy nghĩ là cái vốn vốn của mình nó lớn hay là nó ổn như này á thì anh có thể đầu tư vào một mã Louis Vuitton thôi, mình nhận lợi nhuận một cái thôi, còn nếu mà anh muốn đầu tư cả hai mã thì vẫn được nha anh. Forex có khung giờ cụ thể không chị nhỉ? Lướt Forex thì nó không có khung giờ cụ thể, nhưng mà sẽ có những lúc mà thị trường sẽ có những lúc mà tín hiệu nó sẽ chuẩn xác nhất, giống như là mở phiên châu Á, mở phiên châu Âu hay là như thế nào đó đấy, và mở phiên Mỹ. Châu Á là buổi sáng tầm từ 9 đến 10 giờ, châu Âu là tầm từ 2 đến 3 giờ là những lúc mở phiên, Mỹ là tầm từ 8 rưỡi đấy đến 9 rưỡi, thì sẽ dựa vào những cái lúc đó thì tín hiệu thị trường nó sẽ chuẩn xác nhất, mình có thể lướt sóng lúc đó hoặc mà mình đầu tư lâu dài đấy, hàng ngày mình có thể lướt sóng và dựa vào những tín hiệu để mình có thể lâu dài. Chứ mình vừa vào mình đầu tư lướt sóng các loại mã như vàng, dầu, forex vừa vào tầm 5 đến 10 phút mà đòi hỏi nó có lợi nhuận liền thì sẽ không được, bởi vì có những lúc á
thị trường nó phải yêu cầu là vượt vượt qua ngưỡng như thế này thì nó mới về lại đúng xu hướng, thì mà mọi người cần phải chờ. Bây giờ vào vốn, kịp đấy anh thổ vào vốn sớm đi, tiền nó vào anh mua mua lui và tăng liền đi, bởi vì nó chỉ còn vài phiên nữa, ba phiên nữa thôi đấy anh, nếu không tính hôm nay, nếu tính luôn hôm nay là ba phiên chứ. Bên việc đầu tư dài của vì tôi muốn lướt sóng thêm bà. Chị ơi, khi mà chị vào đầu tư sẽ có chuyên gia hỗ trợ mình á, thì chuyên gia sẽ hỗ trợ mình vừa việc đầu tư cổ phiếu, vừa việc đầu tư vào forex lướt sóng hàng ngày, thì khi mà có tín hiệu tốt á, thì chuyên gia sẽ hỗ trợ mình đầu tư nhé chị. Minh Long vốn 100 triệu một con gas lợi nhuận như thế như nào em? Vốn 100 triệu thì anh sẽ mua tầm 500 cổ phiếu của con gas nha anh. 500 cổ phiếu con gas thì anh sẽ nhận được lợi nhuận là 225 đô từ lợi nhuận từ cổ tức. Cộng thêm em tính trung bình cho anh, nó tăng trưởng cho anh hai giá thôi, 500 cổ phiếu anh có thêm 1.000 đô. Tổng lợi nhuận là 1.225 đô đúng không ạ? 1.225 đô cho anh. Trung bình là như vậy. 1.225 đô là tầm 35 30 30 triệu. Với mức vốn 1 triệu tôi muốn vừa lướt sóng forex vừa mua cổ phiếu, ok không? Với mức vốn 200 triệu tôi muốn vừa lướt sóng cổ forex vừa mua cổ phiếu. Ok chị Trâm ạ. À, với vốn đó thì mình có thể vào đầu tư con gas này. Mình mua tầm 500 đến 800 cổ con gas. Xong rồi mình có thể lướt sóng thêm forex hàng ngày. Được ổn. Tố Nguyễn, có thể gặp trực tiếp chuyên gia để tư vấn không? Mình có nhu cầu vào LV khoảng 1 tỷ 7. 1 tỷ 7 á anh. Nếu mà gặp xong anh lại không kiểu là không muốn đầu tư thì sao? Có phải là tốn thời gian của hai người không? Và anh có vấn đề gì muốn giải quyết thỏa đáng thì anh em mình có thể giải quyết làm việc với nhau. Của thời đại 4.0, công nghệ 4.0 rồi mà anh phải đòi yêu cầu là gặp trực tiếp. Gặp trực tiếp xong anh lại không đầu tư, có phải là tốn thời gian của Huy, của cả anh và của cả đôi bên không, khi mà Huy phải bỏ công việc đi gặp anh nhưng mà lại không làm việc được đấy. Trời ơi, ở đây không phải là phí hay như thế nào anh ơi, nhưng mà về việc là lòng tin của mình có đặt đúng chỗ hay không, khi mà anh đã gặp xong anh lại không tin tưởng, anh không đầu tư thì cũng như không, so với việc là anh bây giờ anh ngồi ở nhà hoặc là anh ngồi chỗ nào thoải mái nhất anh làm việc mà anh thấy thỏa đáng mà anh thấy ok hợp lý thì mình có thể bắt đầu đầu tư thôi. Còn về việc là bây giờ anh bỏ ra 1 tỷ 7 anh không dám bỏ ra thì mình có thể đầu ra làm 500 triệu trước đi, mình đầu tư ổn ok sau này mình bỏ ra 1 tỷ 2 sau đúng không? Chứ bây giờ 1 tỷ 7 anh không dám bỏ ra, anh cũng không dám bỏ ra 500 triệu thì chắc gì anh đã dám bỏ ra tiếp đâu đúng không? Hồi sao anh thấy như thế nào anh Tú? Chứ còn việc đã phí hay không á, Huy cũng gặp nhiều trường hợp như thế này rồi, bạn bè của các khách hàng Huy á, giới thiệu bảo là ok em bay vào đây đi hỗ trợ anh, hay là bay ra đây đi, hoặc lên cả Điện Biên, Lào Cai lên đây hỗ trợ anh trả phí cho em như thế này như thế nọ, phí khá ổn, nhưng không, Huy say no, bởi vì công việc nó khá là nhiều, gia đình nữa, hay bây giờ Huy cũng không muốn đi đâu, quá tốn quá nhiều thời gian, gia đình của Huy bây giờ là trên hết mà. Và nếu mà đi mà cũng tốn thời gian, có được trả phí tốn thời gian nhưng mà lại không hỗ trợ được thì cũng không cam lòng, bởi vì việc là mình đang làm việc với khách hàng mà mình muốn chắc chắn là khách hàng mình ổn ok, mà gặp xong lại không được thì cũng không muốn đi đâu. Anh Tú, nếu mà anh Tú còn ở lại á, thì anh Tú có thể trả lời cho một câu xác đáng được là anh Tú thấy như thế nào được không ạ? À, vâng, cảm ơn anh Tú nha. Thì nếu Hai em mà tao là nó tắt lỡ mồm. cảm ơn anh Tú nha. Thì anh cứ xem xét về cái đề nghị mà Huy đưa ra đi. Nếu mà anh có thắc mắc gì, anh em mình có thể làm việc với nhau và Huy sẽ giải đáp cho anh. Anh thấy ok ổn thì anh có thể bắt đầu vào và mình đầu tư, bắt đầu bắt tay vào là đầu tư. Còn nếu mà anh thấy không ok thì mình có thể đầu tư tầm 500 triệu trước, như Huy có thể chia sẻ 500 triệu 1 tỷ. Sau này ổn ok anh có thể vào sau. Đấy. Huy nghĩ là nên như vậy là ổn hợp lý nhất. Thế bây giờ nếu mà mình đã chắc chắn không có lòng tin rồi thì mình có bây giờ mình có bỏ vào
17 triệu hay là 170 triệu, anh chưa chắc gì anh cũng đã đầu tư đâu mà anh bảo là anh bỏ 1 tỷ 7. Ok không ạ? Đấy, nếu mà Huy cũng thấy là như là hết các câu hỏi rồi ấy. Thì nếu mà hết các câu hỏi rồi ấy, thì có thể là kết thúc buổi chia sẻ ở đây của mọi người. Cũng trễ rồi, phải về nhà để tất cả mọi thứ lo cho công việc ngày mai nữa đúng không ạ? Tối nay còn mở phiên của con gái như thế nào, hỗ trợ các khách hàng của Huy nữa. Là chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi chia sẻ tiếp theo của Huy gần sớm nhất. Mong là sẽ gặp lại mọi người, và mọi người đến lúc đó mọi người có thể có những cái điều gì nó hay ho và chia sẻ lại cho mình. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tham gia buổi chia sẻ hôm nay của Huy nha.